Các bạn thân mến, Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu thứ hai tại giải Tứ Hùng Cúp Hoàng đế Quang Trung diễn ra ở Bình Định. Ở trận đấu trước, như đã biết là Hoàng Anh Gia Lai đã ngược dòng giành thắng lợi trước Bình Dương với tỷ số 3-1. Ở trận này, đối thủ Hoàng Anh Gia Lai là Đà Nẵng. Đầu trận thì đội bóng Phố Núi đã khởi đầu trận đấu với tốc độ khá chậm, trong khi Đà Nẵng đề cao đội hình chưa tấn công. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Đà Nẵng lên đến 70%. Tuy nhiên thì đội bóng sông Hàn chưa tạo được nhiều tình huống thực sự đáng chú ý về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ Phố Núi xử lý khá tốt trong các tình huống phòng ngự từ đầu trận. Họ không cho Đà Nẵng nhiều khoảng trống để tiếp cận vòng cấm địa. Hàng tiền vệ còn thiếu kinh nghiệm của các học trò huấn luyện viên Kiatisak gặp tương đối nhiều khó khăn trước một Đà Nẵng chơi có tổ chức. Tình huống phạt góc của Đà Nẵng đầu tiên đã khiến cho khung thành của Hoàng Anh Gia Lai phải chao đảo. Sức ép từ đội bóng sông Hàn về phía cầu môn của Hoàng Anh Gia Lai tăng lên đáng kể trong cuối hiệp 1. Đến phút 38 thì Văn Ngọ đã ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng với cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc. Thủ môn Văn Trường đã không thể làm gì trước cú đá đẳng cấp đó, 1-0 cho Đà Nẵng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số là 1-0 nghiêng về Đà Nẵng. Đội bóng dưới quyền của huấn luyện viên Phan Anh Hùng đã chơi tốt trong hiệp 1 và xứng đáng có bàn dẫn trước. Khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên Kiatisak đã tung tiền đạo người Brazil trị giá gần 12 tỷ đồng Bano vào sân. Phút 49, tỷ số được san bằng cho Hoàng Anh Gia Lai. Trung vệ cao 1m96 Mauricio đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành làm tung lưới Đà Nẵng. Ở trận này thì huấn luyện viên Park Seo cũng có mặt ở trên sân Quy Nhơn để theo dõi trận đấu. Phút 65, sai lầm khó tin của thủ môn Tuấn Mạnh tạo điều kiện để cho cầu thủ trẻ Võ Đình Lâm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, Hoàng Anh Gia Lai đã lùi thấp đội hình và chơi phòng ngự phản công. Đà Nẵng muốn tăng tốc trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ, song các đường lên bóng của họ là khá thiếu ý tưởng. Những phút cuối trận, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ tăng nhịp độ pressing và khiến cho Đà Nẵng có phần lúng túng. Trận đấu kết thúc với trận thắng ngược 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây là trận thắng thứ hai ở giải đấu này. Các bạn thân mến, chuyển sang thông tin khác thì mới đây huấn luyện viên Park Seo đã chính thức là không gọi Văn Quyết và gạch tên 3 trụ cột đội tuyển Việt Nam. Một loạt sự thay đổi đã đưa ra khi ông Park Hang-seo đã gửi lên VFF đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào bản danh sách đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Trong bản danh sách được VFF thông báo vào chiều ngày hôm nay, mùng 7 tháng 1, ông Park Hang-seo tiếp tục đảm bảo nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển. Bên cạnh những nhân tố đã khẳng định được vị trí trong đội hình thì sự trở lại của những cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng hứa hẹn là sẽ mang đến bầu không khí tươi mới cho đội tuyển trong đợt hội quân sắp tới. Ngoài ra thì không thể không nhắc đến lực lượng các cầu thủ trẻ giàu triển vọng như Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô và Hồ Thanh Minh. Đáng chú ý là vì lý do chấn thương nên đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam cũng có một số sự vắng mặt đáng chú ý, đó là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền đạo Hà Đức Chinh. Ba cầu thủ này gặp phải vấn đề trong quá trình thi đấu ở AFF Cup và cần thêm thời gian để hồi phục. Tương tự là trường hợp của hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, thủ thành Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Được biết là Trọng Hoàng đang điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Văn Hậu, Văn Toản và Văn Lâm cũng đang trong giai đoạn điều trị hồi phục sau phẫu thuật. Ngoài ra thì dư luận những ngày qua cũng xuất hiện thông tin về việc là Văn Quyết có thể trở lại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa xảy ra ở đợt hội quân này. Theo kế hoạch thì tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 13 tháng 1 tới. Trước khi lên đường sang Úc, ông Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cái tên. Như vậy là Tuấn Anh đã được thông báo là chấn thương, nên như đã nói ở trên là cùng Duy Mạnh, Đức Trinh không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Theo Sasta tìm hiểu thì Tuấn Anh chỉ bị đau nhẹ ở cơ chân, tuy nhiên điều quan trọng nhất khiến anh vắng mặt là thể lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thời gian dài, cày ải liên tục. Tuấn Anh cũng bị ốm đi khá nhiều khi vì nỗ lực cống hiến cho đội tuyển. Với một người thuộc diện tâm lý và chăm lo cho thì ông Park đã quyết định cho Tuấn Anh nghỉ ngơi ở hai trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup. Ông Park đã lo xa cho Tuấn Anh có thể dính chấn thương, tiếp tục phải cày ải trong hai trận đấu với Úc và Trung Quốc. Cần nhắc là ông Park có hành động rất ý nghĩa tại AFF Cup khi hỏi Tuấn Anh là có muốn thi đấu trước Indonesia hay không. Đây là trận đấu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc sợ Tuấn Anh bị chấn thương trước lối đá rắn của Indonesia. Bình luận viên Quang Tùng phân tích về việc đội tuyển Việt Nam thay đội trưởng. Chuyện thay đổi thăng bằng thủ quân ở đội tuyển quốc gia vào lúc này cho thấy đang manh nha những cải tổ.
Vấn đề là từ đây sẽ tạo ra được điều gì mới mẻ cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Biên tập viên Ngô Quang Tùng đã đưa ra góc nhìn. Biên tập viên Quang Tùng đã đưa ra góc nhìn trong câu chuyện tuyển Việt Nam thay đổi đội trưởng. Các bạn thân mến, biên tập viên Quang Tùng cho là phải có vấn đề gì đó nên ông Park mới xới câu chuyện Tấm Băng Thủ Quân vào lúc này. Có thể có nhiều việc mà bóng đá Việt trải qua thời kỳ tại AFF Cup vừa qua để rồi tái cơ cấu. Có thể vấn đề ứng xử, bản lĩnh hay chuyên môn, nhưng có một câu chuyện mà mọi người không để ý, ít dành những quan tâm hoặc là không muốn nói, cũng như là không dám nói. Đó là rất nhiều cầu thủ của chúng ta đến ngưỡng. Đến ngưỡng ở đây là cả về chuyên môn lẫn động lực, hay đơn giản hơn, ông Park muốn thay đổi để tạo ra động lực mới, sinh khí mới cho đội tuyển trong năm mới với những nhiệm vụ mới. Tôi cho rằng thời điểm này đội tuyển Việt Nam sẽ có được khoảng lặng cần thiết để nhìn lại những tồn tại, những hạn chế sau giai đoạn 4 năm đã qua. Như anh nói là chúng ta đã đến ngưỡng xét về nhiều mặt, vì vậy là cho đến lúc này đội tuyển Việt Nam sẽ xốc lại hành trang cho chu kỳ phát triển mới. Tôi nghĩ rằng ông Park Hang-seo có những thay đổi như thế cũng hết sức là bình thường. Biên tập viên Quang Tùng nhìn nhận khi đưa ra quyết định như vậy, ông Park và ban huấn luyện cũng đã trăn trở suy nghĩ nhiều, thậm chí nghĩ đến những hệ lụy có thể đến từ quyết định này, bởi nó giống như một cuộc cách mạng trong lòng đội tuyển mà bất cứ những cải thiện nào kiểu như thế này cũng đều phải chấp nhận những mất mát, hy sinh. Vấn đề là sau những cải tổ như vậy thì mọi việc sẽ tốt hơn, thành công hơn. Nhiều người e dè cho rằng là chuyện thay đổi đội trưởng đội tuyển quốc gia vào lúc này là rất nhạy cảm và tế nhị. Ý kiến đưa ra là tại sao không đến lúc đội tuyển quốc gia tập trung trở lại ngày 13 tháng 1 rồi mới công bố. Tôi thì tôi lại nghĩ khác, bởi tôi cho rằng vào lúc này quãng nghỉ ngơi của cầu thủ. Nếu đã quyết định thay đổi như thế thì công bố luôn. Những tranh luận, những xì xào hay ý kiến trái chiều về quyết định này sẽ được nhìn nhận thấu đáo trong thời gian tới. Khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại, chúng ta chỉ chú trọng và dồn tâm trí, sức lực cho vấn đề về tập luyện, về chuyên môn. Lúc đó, Âu Park và các cầu thủ cũng đã thông thoáng hơn mọi việc, không còn phải lăn tăn gì câu chuyện này. Chúng ta trân trọng những đóng góp của ban cán sự đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Họ đã hoàn thành trọng trách của mình ở một giai đoạn đáng nhớ. Với tôi thì đội trưởng mới của đội tuyển Việt Nam không chỉ đảm bảo yếu tố về tinh thần mà còn là có tầm ảnh hưởng về cả khía cạnh về chuyên môn nữa. Chuyên môn ở đây, anh phải bao quát được những vấn đề trên sân. Người thủ lĩnh không chỉ là có bầu nhiệt huyết mà còn phải đủ sự tinh tế, lạnh lùng. Không chỉ có những cái vỗ vai, bảo ban, động viên đồng đội mà còn cả về chuyện cầm trịch lối chơi. Anh đầy nhiệt huyết thì rõ rồi, nhưng anh cần phải thêm sự tinh tế và biết cương nhu, đúng lúc, đúng cách. Bình luận viên Công Tùng cho rằng với những gì để lại sau AFF Cup đã đến lúc đội tuyển Việt Nam phải thay đổi, có thêm những cải tổ cho chặng đường phía trước. Những cái mới thế nào, thay đổi thế nào chúng ta chưa đang bàn luận vào lúc này và đáng để chờ đợi. Ở đây chưa hẳn là ông Park Hang-seo đã lập tức xóa cờ làm lại. Thời gian qua thì đã thấy 25 đến 30 con người thường xuyên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Chỉ chừng 15 đến 16 cầu thủ là được sử dụng luân phiên. Có thể trước hết ông Park sẽ làm mới từ người cũ rồi tiếp tục thay đổi triệt để hơn để sử dụng những con người còn lại trong danh sách 25 đến 30 cầu thủ đã lâu nay như thế nào đã là vấn đề đáng quan tâm rồi. Vậy nên chưa chắc sẽ có ngay nhân tố mới trong 30 đến 35 người được trọng dụng ngay. Cái mới dứt khoát là phải có, nhưng cái mới cũng phải được thích nghi và thực hiện dần dần. Nói tóm lại là câu chuyện ông Park thay đổi đội trưởng đội tuyển quốc gia vào lúc này là cũng bình thường. Nó cho thấy những manh nha về những cải tổ tiếp theo. Hy vọng là quyết định này sẽ tạo ra được bầu không khí mới, động lực mới cho đội tuyển Việt Nam. Biên tập viên Ngô Công Tùng kỳ vọng